Hello, xin chào tất cả anh chị quay trở lại với kênh ITP Club Channel ha. Đây là bản tin thị trường tuần tới chị nhé. Hôm nay là ngày thứ bảy và Tùng sẽ chia sẻ cho anh chị những cái kịch bản về thị trường trong tuần giao dịch từ ngày 4 cho đến ngày 8 tháng 3 ha. Ok, thì cả nhà đang theo dõi thì cho Tùng xin một like, một share nhé. Và anh chị cho Tùng xin thêm những cái trái tim hoặc là anh chị có thể là để lại bình luận trong phần chat ở bên dưới video này sau khi kết thúc video này nhé. Ngoài ra thì số điện thoại của Tùng ngay trên góc trên màn hình 0902 986 119, ID tại công ty chứng khoán VPS là 8774. Anh chị nếu chưa có người đồng hành và hỗ trợ tin cậy thì hãy liên lạc với Tùng và có thể là mở tài khoản theo ID 8774, hoặc nếu có tài khoản tại VPS rồi thì anh chị có thể chuyển sang ID này ha. Ok, chúc cho cả nhà có một có 2 ngày nghỉ cuối tuần thật là vui vẻ ha. Rồi thì chúng ta sẽ đi vào điểm qua thị trường trong phiên giao dịch ngày hôm qua thứ sáu. Hôm qua thì chắc hẳn là nhiều anh chị sẽ vui ha. Tại vì hôm qua thị trường nó đã bật tăng, và đặc biệt là hôm qua thị trường tăng. Tuy nhiên thì quan trọng nhất là nhiều cổ phiếu tăng trong ngày hôm qua. Đó là một cái điều mà anh chị vui nhất đúng không? Giai đoạn trước thì tiền toàn kéo trụ, hôm qua thì kéo một số các cổ phiếu mid cap. Đó chính là phần lớn anh chị có nắm giữ các cổ phiếu mid cap, anh chị sẽ vui hơn ha. Thì hôm qua thị trường tăng trở lại 5,5 điểm. Đóng cửa 1.258, VN30 thì chỉ tăng nhẹ 1,3 điểm và đóng cửa 1.267, tức là bây giờ VN30 đang chỉ hơn VN Index là chỉ có 9 điểm thôi anh chị ha, hơn 9 điểm. Thanh khoản là thị trường ngày hôm qua tiếp tục ở con số là hơn 1 tỷ đô, ở riêng sàn HOSE là 22.000 tỷ, ở cả ba sàn giao dịch là 26.500 tỷ. Số lượng mã tăng hôm qua là 2.293 mã, số lượng mã giảm chỉ có 182 mã thôi. Số lượng mã tăng thì đang nhiều hơn trong phiên ngày hôm qua. Ở VN30 cũng vậy, đến 19 mã tăng, 7 mã giảm. Tuy nhiên chị thấy là 19 mã tăng này nhưng mà VN30 nó chỉ tăng có 1,3 điểm thôi. Tức là phiên ngày hôm qua thì các trụ đang bị giảm điểm, các trụ mà có vốn hóa lớn đang bị giảm điểm nhiều hơn ha. Chỉ số Hà Nội tăng, chỉ số upcom tăng. Các cổ phiếu mà đóng góp vào chiều tăng và giảm của thị trường trọng số nhiều nhất trong ngày hôm qua. Thì ở chiều tăng chúng ta thấy có BID, rồi Vinhome, FPT, GVR, P&G, GMADF, VIX. Đặc biệt là chúng ta có P&G hôm qua tăng tương đối mạnh nữa ha. Ở chiều giảm thì chúng ta thấy các cổ phiếu ngân hàng và các cổ phiếu trụ. Ngân hàng thì chúng ta có VPBank, Techcombank, MBB, ACB, một số trụ khác như là Vinamilk và Hòa Phát, FRT. Về chuyển động ngành thì phiên ngày hôm qua ha, gần như là các ngành thì đều tăng điểm. Trong đó nhóm bất động sản, nhóm chứng khoán và nhóm hóa chất là ba nhóm mà có mức tăng tốt. Ngoài ra thì nhóm bán lẻ, viễn thông, xây dựng, vận tải. Còn những cái nhóm giảm điểm thì như là sản xuất thực phẩm, kim loại, ngân hàng, điện. Rồi. Các cổ phiếu mà có khối lượng giao dịch nhiều nhất trên sàn là HOSE ngày hôm qua thì chúng ta thấy có LCG, Lycosi ha, tăng tím luôn chị. Đây là một cổ phiếu đại diện cho đầu tư công. Và anh chị cứ để ý đi, thường đến những cái giai đoạn này trong năm thì đầu tư công nó nổi sóng. Ví dụ như năm ngoái cũng vậy, đâu đó giai đoạn tháng 3, tháng 5 là cái giai đoạn đầu tư công vào sóng. Cho nên cái nhóm đầu tư công này là cái nhóm mà anh chị cần chú ý trong giai đoạn tới nha. Tiếp theo là nhóm chứng khoán ngày hôm qua cũng là một cái nhóm tăng khá tốt. Nhóm chứng khoán thì nó tăng đầu phiên anh chị ha. Mở cửa ra thì đã tăng rồi. Do một số thông tin liên quan đến cái ngày go live của nhóm này nó sẽ rơi vào ngày 2 tháng 5 á. Tức là chúng ta sẽ còn có hai đợt để chạy thử nghiệm vào tháng 3
trong tháng 3 tới chúng ta có hai đợt. Sau hai đợt chạy thử nghiệm trong tháng 3 thì đến tháng 5 sẽ chính thức go live ha. Rồi, thì nhóm chứng khoán có VND tăng 2,4%, VIX tăng 3,3% luôn. SHS thì vẫn là cổ phiếu yếu, chỉ tăng có 1,7% thôi. SSI thì phiên hôm trước đó có tăng rồi cho nên ngày hôm qua chỉ tăng 1%. Rồi, ngoài ra có một cổ phiếu như GEX tăng 4%. Nhóm ngân hàng thì có SHB thì tăng nhẹ 0,9%, Sacombank tăng 1,3%. Hòa Phát đại diện cho thép thì hôm qua điều chỉnh nhẹ 0,5% và Novaland của bất động sản thì tăng 1,2%. Rồi các cổ phiếu khối ngoại thì ngày hôm qua quay trở lại mua ròng sau thời điểm 2 giờ anh chị ha, và mua 198 tỷ cuối phiên. Mua thì mua khá nhiều cổ phiếu VIX này, rồi GEX, SSI, Sacombank, VND. Ở chiều bán thì họ bán chứng chỉ quỹ Hòa Phát, Vinamilk, VRE và PVS. Đối với thị trường thế giới tối ngày hôm qua thì chúng ta thấy là có một màu nghiêng về màu xanh. Ở đây chỉ có thị trường KOSPI của Hàn Quốc là điều chỉnh nhẹ thôi. Còn lại thì nghiêng về xanh từ châu Âu cho đến Dow Jones. Dow Jones tối qua kết phiên thì tăng 90 điểm. Về giá dầu thì cũng đang tăng luôn. Tăng hướng về cái vùng gần 80 đô rồi anh chị ha, gần 80 đô rồi. Thì chúng ta thấy là lúc này ở trên thế giới anh chị thấy là giá vàng cũng tăng, giá dầu cũng tăng, chỉ số Dow Jones cũng tăng, thậm chí các đồng coi cũng tăng luôn chị. Đấy, cái gì cũng tăng luôn. Ok, chúng ta sẽ quay lại đồ thị kỹ thuật chị nhé. Đầu tiên thì chúng ta thấy là thị trường sau phiên ngày hôm qua thì vẫn chưa có một cái gì khác biệt cho lắm. Lúc này nó vẫn đang có nguy cơ tạo ra phân kỳ, anh chị ha, nguy cơ tạo ra phân kỳ. Thì nếu nó tích lũy đủ thì có thể là nó vẫn sẽ phá được phân kỳ. Đấy, vẫn có thể phá được phân kỳ. Tuy nhiên thì nó cần tích lũy thêm để nó phá phân kỳ. Đấy. Thì hiện tại nguy cơ thì vẫn còn, nhưng mà sau phiên ngày hôm qua thì thị trường nó đang có một cái cú rút chân. Thì anh chị để ý giúp mình, cái phiên rút chân ngày hôm qua nó dựa vào nhóm cổ phiếu midcap, thì về mặt chỉ số chung nó chỉ hồi nhẹ thôi, nhưng mà các cổ phiếu midcap vẫn đi được. Cho nên nếu mà trong trường hợp thị trường mà tích lũy trong vài phiên sắp tới, tích lũy thêm, thì có thể về mặt chỉ số nó sẽ rung lắc quanh cái vùng này. Quanh vùng này nghĩa là sao? Ví dụ như ngày hôm qua thị trường nó rơi về sâu nhất là 1248. Cuối phiên nó đóng cửa 1258, tức là trong cái biên độ 10 điểm. Tức là nếu những phiên tới mà thị trường nó tiếp tục rung lắc trong cái biên độ 10 điểm này, nó không cần đi quá mạnh, thì các cổ phiếu midcap vẫn có thể là tiếp tục tăng chị ha. Đó. Hôm qua chúng ta thấy nhiều cổ phiếu tăng tím, nhiều cổ phiếu tăng 2-3%, 4% đúng không? Nhưng mà chỉ số nó chỉ tăng có 5 điểm thôi. Thì những phiên tới thì chỉ số có thể nó tiếp tục rung lắc, nhưng cổ phiếu vẫn có cơ hội tăng tiếp anh chị ha. Thì cái mà chúng ta hay sợ thời gian gần đây đó là khách sạn của Ichimoku đúng không? Thì mình chia sẻ với anh chị, nếu mà nhìn vào cái khung đồ thị nhỏ thì có thể là sáng thứ hai, phiên giao dịch sáng thứ hai nó sẽ có một cái khách sạn hút giá về bên dưới. Về bên dưới thì nó sẽ có cái hỗ trợ quanh 1248. 1248 của chúng ta nó có hai lần rơi về đây và đều rút chân. Tức là phiên thứ 5 và phiên thứ 6. Đấy. Hôm qua cũng về 1248 và rút chân, tạo ra cái nến xanh. Hôm thứ 5 cũng rút chân nhưng mà cái nến đỏ. Thì hai phiên liền cái mốc 1248 này nó đang trụ vững. Thì anh chị phải để ý. Nếu thị trường trong một phiên sắp tới một lần nữa quay về mốc 1248 thì mốc này nó sẽ thủng, đúng không? Quá tam ba bệnh gì. Một lần nữa mà quay về mốc này nó sẽ thủng. Còn nếu mà sáng thứ hai mà nó về nó kiểm tra mốc này mà nó giữ được thì nó sẽ ổn anh chị nhé. Nó sẽ tiếp tục ổn. Nó sẽ tiếp tục có thể là
không cần lên mặt nhưng mà nó sẽ rung lắc trong cái biên độ khoảng 10 điểm này. Sau đó thì các cổ phiếu mid cap có thể nó sẽ tiếp tục tăng. Thì cái mà chúng ta e ngại hơn đó là sẽ là cái khách sạn của khung daily. Thì khách sạn của khung daily thì dự kiến nó sẽ bắt đầu mở cửa sau 4 phiên nữa anh chị. 1, 2, 3, 4. Sau 4 phiên nữa. Thì sau 4 phiên nữa khách sạn mở cửa ra thì nguy cơ thị trường nó điều chỉnh là có. Thì sau 4 phiên nữa tức là rơi vào thứ 6 tuần sau. Đó là cái nỗi lo lớn nhất. Thì từ giờ cho đến thứ 6 tuần sau còn 4 phiên. Cho nên anh chị nên xem xét cái việc là nếu anh chị giao dịch thì chị nên mua vào những phiên đầu tuần và chờ đợi hàng về trễ nhất là phiên thứ năm anh chị nhé, tức là nên mua vào thứ hai hoặc thứ ba nếu có điểm mua. Sau đó thì đến thứ năm, thứ tư, thứ năm chúng ta sẽ hạn chế mua, tại vì từ thứ sáu trở đi nó sẽ có một cái khách sạn ha. Khách sạn này sau khi thị trường đi lên mạnh thì khách sạn nó chỉ có nhiệm vụ là hút giá xuống bên dưới thôi anh chị ha. Đấy, vì vậy chúng ta thận trọng cái giai đoạn đó, tại vì nó có nguy cơ điều chỉnh. Tuy nhiên nói thì nói như vậy, nhưng mọi người nhớ rằng lúc này thị trường nó vẫn đang có một cái nguy cơ phân kỳ, mặc dù nó chưa xác nhận, nhưng cái nguy cơ phân kỳ này, phân kỳ nó vẫn đang treo lơ lửng ở đây. Nó vẫn đang treo lơ lửng ở đây, cho nên nó vẫn có thể điều chỉnh bất cứ lúc nào. Mình vừa nói khách sạn là bắt đầu từ phiên thứ sáu trở đi. Tuy nhiên nếu mà thị trường nó bỗng yếu đi và nó gãy qua cái mốc 1248 thì gần như là nó sẽ đi theo phân kỳ. Tức là nó sẽ có một cái cú rơi. Thì nếu mà trường hợp mất cái mốc 1248 thì khả năng cao nó sẽ rơi về cái vùng đáy cũ 1210 cho đến 1220. Tức là nó có thể rơi thêm 30 điểm nữa. Cho đến 40 điểm nữa. Đó là ít nhất. Còn anh chị nhìn trên hình thì anh chị thấy là nếu nó thủng luôn cái đáy này thì thậm chí nó còn rơi về 1170 bên dưới nữa. Tức là sau khi thủng cái đáy 11, 12, 10 thì thậm chí nó có thể thủng thêm 40, 50 điểm nữa cơ. Đấy. Vì vậy cho nên chúng ta vẫn phải đề phòng, chúng ta vẫn phải tiếp tục quản trị rủi ro, tại vì phân kỳ này nó chưa được phá, nó chưa được phá, nó có thể phá vỡ, nó có thể bị điều chỉnh bất cứ lúc nào, bất cứ lúc nào. Rồi mình chia sẻ cho chị một số cái trong quá khứ, đó là cái việc rút chân của thị trường trong ngày hôm qua nó có đảm bảo là thị trường đã thoát khỏi nguy cơ điều chỉnh hay không ha. Thì anh chị nhìn ví dụ gần đây nhất cái ngày 22 tháng 1 sau khi một nhịp đi lên thì nó cũng có một cái cú điều chỉnh trong phiên và rút chân. Nhưng mà những phiên sau đó nó vẫn tiếp tục điều chỉnh là chuyện bình thường nhé. Rồi, ví dụ như ngày 16 tháng 11 ở đây. Cùng sau một giai đoạn đi lên liên tục tạo ra nến doji và thậm chí là rút chân lên, nhưng mà phiên hôm sau đột ngột nó đạt hai phiên liên tiếp là chuyện bình thường. Đúng không? Thậm chí sau đó nó có hai phiên rút chân lên, sau đó nó tiếp tục đạp tiếp. Cho nên những cây nến rút chân, hai cây nến rút chân của ngày hôm qua và ngày hôm thứ năm nó không có ý nghĩa gì hết anh chị. Sau một nhịp thị trường đi lên mà nến rút chân này nó vẫn có thể đó là một cây nến đảo chiều anh chị nhé. Đấy. Cho nên chúng ta không nói được cái việc là thị trường đã xong cái nhiệm vụ điều chỉnh đâu. Chúng ta chưa nói được đâu. Nó vẫn còn nguy cơ điều chỉnh tiếp đấy. Rồi cái giai đoạn tháng 10 năm ngoái ha. Đấy, sau một cái nhịp rơi hồi phục lên. Hồi phục lên thì anh chị thấy nó có một cái nến rút chân, hai cái nến rút chân, ba cái nến rút chân. Và sau đó nó vẫn tiếp tục rơi này. Đấy. Nó là những cái ví dụ cho anh chị thấy. Đây, hoặc là như cái giai đoạn tháng 9 năm ngoái, trước khi xảy ra cái cú rơi mạnh hơn 230 điểm, thì thị trường cũng đi lên liên tục mở gap và cũng tạo ra một cái nến rút chân. Sau đó thì tiếp tục lình xình trong vài phiên
và sau đó thì rơi. Bùm. Mở cửa khách sạn, chịu không nổi rơi ha. Đấy. Cho nên mình đánh giá là cái rủi ro thị trường lúc này nó vẫn còn chị nhé, vẫn còn đây những giai đoạn ở vùng đỉnh nó tạo ra những cái cú rút chân nhưng mà sau đó nó vẫn rơi. Ok chưa? Có thể sau khi rút chân thì hưng phấn tăng lên một chút, có thể về mặt chỉ số nó tăng thêm một đoạn, hoặc có thể là nó sẽ không tăng, nó đi ngang. Nhưng sau cái cú rút chân thì có thể là nó sẽ còn đi ngang thêm được vài phiên hoặc là tăng nhẹ. Thì một số cổ phiếu mid cap của anh chị vẫn có thể tăng tiếp, nhưng chúng ta vẫn phải đề phòng cái việc là nó có thể đánh úp bất cứ lúc nào anh chị nhé. Đánh úp nghĩa là gì? Điều chỉnh bất cứ lúc nào. Đấy. Mọi người cứ coi trong lịch sử đấy. Đấy. Rất nhiều lần này, tạo ra những cây nến rút chân, đạp sâu về rút chân lên hôm sau đạp tiếp. Đây. Nè, rút chân sau đạp tiếp. Tức là những cái việc mà đạp những phiên sau đó nó có thể xảy ra bất kỳ lúc nào. Bất kỳ lúc nào anh chị ha. Nè, đến rút chân này. Xong rồi sau đó hưng phấn tăng thêm được chút và rơi cái bùng. À. Ok. Vì vậy cho nên mình chia sẻ với anh chị, vì vậy có ý nghĩa là gì? Giai đoạn này chúng ta vẫn chưa hoàn toàn yên tâm thị trường an toàn. Trừ khi mà nó có một cái cú rơi 30 đến 40 điểm sắp tới thì có thể là sẽ có một cái cơ hội an toàn để tham gia T cộng cho anh chị. Tại vì mình nói tại sao nó là an toàn, tại vì ở bên dưới nó có giao găm và cái vùng mây đỡ ở bên dưới này, cho nên quanh cái vùng đó nếu nó điều chỉnh về thì vẫn là cơ hội để mua được, ít nhất là sẽ có một nhịp T cộng ha. Đấy, ít nhất sẽ có một nhịp T cộng, cho nên về đó chúng ta vẫn tham gia được. Nhưng còn với bối cảnh hiện tại chỉ số thị trường nó đang có nhiều nguy hiểm, mặc dù là vẫn có một vài cổ phiếu có thể tăng tiếp được. Đấy. Tuy nhiên về cái bối cảnh chỉ số chung anh chị nhé, lúc này rủi ro nó đến từ thị trường chung. Mà anh chị nhớ đi, thị trường chung mà nó xảy ra cái cú điều chỉnh thì sẽ có nhiều cổ phiếu nó bị ảnh hưởng theo. Ví dụ như phiên thứ sáu của tuần trước nữa, thị trường nó giảm 30 điểm nhưng mà anh chị thấy phiên đó nhiều cổ phiếu nó giảm 4%, 3%. Tệ cùng 2%, 1%. Đúng không? Đấy, phiên đó rất nhiều cổ phiếu bị giảm theo thị trường. Thị trường giảm 30 điểm. Thì nếu nó xảy ra một cái cú giảm 3, ít nhất 30, 40 điểm sắp tới, thì cũng nhiều cổ phiếu nó sẽ bị ảnh hưởng theo. Đấy. Vì vậy, cái câu chuyện của chúng ta là gì? Thị trường nó vẫn chưa xong cái giai đoạn nguy hiểm. Nó vẫn còn tồn tại giai đoạn nguy hiểm này. Chứ không phải phiên hôm qua thấy nhiều cổ phiếu tăng tím, nhiều cổ phiếu tăng xanh mà chúng ta vui mừng vì thị trường nó thoát khỏi cái nhịp điều chỉnh đâu chị. Không phải, chưa xong đâu ha. Nó vẫn còn nguy cơ. Vì vậy cho nên cái cách hành động của chúng ta là thế này. Nếu những cái cổ phiếu nào nó đã tăng nóng rồi thì anh chị có thể nghĩ đến việc chốt lời. Anh chị có thể chốt hết luôn được. Anh chị nào mà vẫn tiếc, sợ rằng sau khi chốt cổ phiếu nó có thể tăng tiếp thì anh chị chốt 50%. Mình ví dụ những cái nhóm cổ phiếu mà nó tăng nóng giai đoạn vừa rồi đó, đó là các cổ phiếu ngân hàng. Đấy, thì anh chị nào mà muốn gồng thì anh chị có thể là gồng toàn bộ cũng được. Nhưng mà anh chị cần có một cái mốc chặn lại. Vi phạm là anh chị bán hết. Còn nếu mà anh chị đang cảm thấy thị trường chung rủi ro giống như mình chia sẻ thì anh chị có thể là chốt hết 50%. 50% còn lại thì anh chị cũng đưa ra một cái mức chặn lại. Đấy. Hoặc là anh chị chốt hết toàn bộ cũng được. Những cái cổ phiếu đã tăng nóng rồi, có một cái mức lợi nhuận lớn rồi thì chúng ta chốt lời cũng không sai, đúng không? Và chúng ta sẽ tập trung tiền để tham gia vào cơ hội trong giai đoạn sắp tới. Nếu thị trường mở ra cơ hội, đó lại là cái thời điểm chúng ta có thể mạnh dạn tham gia vào. Rồi, còn điểm mua. Mua thì vẫn có một số cổ phiếu có thể mua được. Tuy nhiên giai đoạn này thì mình có một cái lời khuyên cho anh chị. Để mà mua mới, tùy vào tài khoản của anh chị lúc này. Có những anh chị cả tháng vừa rồi kiếm được lợi nhuận nhiều,
thì anh chị có thể là mạnh dạn mua hơn so với những người còn lại, anh chị cân nhắc. Tuy nhiên, một lời khuyên của mình là dịp này anh chị mua mới, anh chị không nên mua bằng margin. Anh chị nào đang full hàng mà full margin luôn, anh chị nên các tranh thủ hạ hết margin đi. Còn anh chị mua mới thì lưu ý là mua bằng tiền mặt, đừng hạn chế, đừng mua bằng margin anh chị nhé, đừng mua bằng margin. Và thậm chí mua bằng tiền mặt, anh chị cũng chỉ nên ưu tiên cái việc mua 50% tỷ trọng dành cho cổ phiếu thôi. Ví dụ cổ phiếu đó anh chị dự định mua 1 tỷ thì anh chị chỉ nên mua 50 500 triệu, tức là 50% thôi đổ lại. Dĩ nhiên đó là một cái mức khuyến nghị ở an toàn, ở mức an toàn đấy. Tuy nhiên nếu mà anh chị cảm thấy là anh chị có thể chấp nhận nhiều hơn thì anh chị có thể mua nhiều hơn, chấp nhận rủi ro cao hơn thì anh chị mua nhiều hơn, hoặc là anh chị chấp nhận rủi ro ít hơn thì anh chị thậm chí chỉ nên mua 30% thôi, đó là tùy anh chị ha. Nhưng vẫn có một số cổ phiếu mua được chứ không phải là không mua được đấy, thì mọi người chú ý. Rồi thì đó là cái nhận định của mình nhé, thì anh chị lưu ý cái mốc cho mình là 1248. Nếu thị trường thủng mốc này thì mình đánh giá là cái cú 30 điểm cho đến 40 điểm giảm trước mắt nó sẽ kích hoạt đấy, nó sẽ rơi vào cái vùng 1210 cho đến 1220. Cho nên anh chị chú ý ở bên trên, không biết là anh chị bán như thế nào, nhưng nếu thủng 1248 thì anh chị có thể nhanh tay anh chị hạ tiếp một phần tỷ trọng nữa ha, sau đó chờ về bên dưới này chúng ta có thể mua lại nhé. Đấy, 1248 anh chị nhé. Đây cái mốc này mình vẽ ngang đây cho anh chị thấy, thủng cái mốc này thì nó sẽ rơi về bên dưới ha. Rồi, đó là những cái chia sẻ xung quanh thị trường. Còn có một cái view vẫn là nhiều anh chị vẫn đang view thị trường lên. Thì theo mình đánh giá là nếu thị trường lên thì nó cũng sẽ không tăng mạnh quá về mặt chỉ số chung. Nhưng mà có thể là một vài cổ phiếu anh chị tăng được, hoặc là thậm chí thị trường đi ngang thì cổ phiếu anh chị vẫn tăng được. Thì nếu mà trong trường hợp đó thì chúng ta sẽ tập trung vào cổ phiếu. Tuy nhiên thì chúng ta vẫn phải nên quản trị rủi ro bằng cách đi vốn cho hợp lý. Cái giai đoạn rất là nhạy cảm này anh chị nhé, rất là nhạy cảm luôn. Cho nên chúng ta đi vốn cho hợp lý. Đấy, có cơ hội vẫn tham gia chứ không phải không tham gia. Nhưng đừng có tham gia quá mạnh bạo cái nhịp này ha. Rồi, tại sao mình nói có cơ hội vẫn tham gia? Tại vì ngày hôm qua thì vẫn có một số cổ phiếu tham gia được. Ví dụ như GEX này anh chị. Con này phiên hôm trước nó test về giao găm, ngày hôm qua nó giữ được giao găm, là sáng hôm qua mình vẫn cho vẫn báo trong livestream cũng như là room khách hàng có thể là mua hoặc là gia tăng, có hàng được gia tăng hoặc là mua mới đấy. Sáng hôm qua mua thì chiều hôm qua nó tăng 4% cũng khá tốt ha. Đó, GEX khá đẹp. Tại GEX thì nó đang có một cái cú gọi là vượt cân này anh chị. Đấy, khá là đẹp luôn. Tại sao hôm qua nó lại là cái điểm mua Tại sao nó lại là điểm mua ở hỗ trợ vượt cân đẹp? Có thể là nó sẽ còn test lại nha anh chị nhé. Nếu thị trường chung điều chỉnh thì thậm chí con này nó sẽ quay lại cái hỗ trợ một lần nữa. Hỗ trợ giao găm là 22.3. Đấy, nếu thị trường chung điều chỉnh thì thậm chí nó có thể test lại. Nhưng nhìn cái bối cảnh đi của cổ phiếu này tích lũy thời gian gần đây và đi lên thì mình đánh giá là con này sắp tới nếu điều chỉnh thì vẫn là cơ hội mua thôi. Thị trường chung mà rơi 30-40 điểm thì cổ phiếu này nó có thể quay lại cái hỗ trợ. Nhưng quay lại đó vẫn là điểm mua. Thì anh chị chú ý con GX này sắp tới ha. Ngoài ra thì con Lycosi là một cổ phiếu của Rumin thì hôm qua nó cũng tăng tím khá là tốt ha. Con này hôm trước thì có chốt lời 50% rồi. Thì bây giờ nó đang tăng tím thì canh những cái nhịp sắp tới nó rung lắc chúng ta sẽ mua vào. Đấy anh chị ha. Ngày hôm qua đóng nến tuần nó đã chính xác vượt được cái cản giao găm 13.5. Thì sắp tới con này nó test về cái vùng 13, 13.5, đó là cái điểm mua cho anh chị. Đấy, giao găm tuần nó sẽ test lại anh chị nhé, yên tâm. Mình ví dụ đi, con Hòa Phát mà anh chị để ý đi.
Hòa Phát sau khi nó vượt được cái cản giao găm thì nó sẽ còn test lại đấy, nó còn test lại cho chị mua đấy. Ví dụ như Hòa Phát cái đợt này nó đi lên sau đó nó test lại thì rất nhiều anh chị sợ, anh chị thậm chí còn hỏi có bán không, nhưng mà mình vẫn bảo là cứ yên tâm nắm giữ, tại vì nó vượt giao găm xong nó quay lại test lại thôi rồi nó vẫn đi lên tiếp ha. Đấy thì quay lại với Rigoji vậy, sắp tới nó test lại cái vùng 13.5 thậm chí 13, anh chị cứ mạnh dạn mua chẳng có vấn đề gì, sợ chỉ sợ là nó không test lại tới cái mức 13 thôi. Rồi một số Ligoji nó vẫn là cổ phiếu đang là mạnh nhất của nhóm đầu tư công, thì anh chị có thể chú ý con này, nếu nó test lại thì anh chị mua, còn nếu nó không test lại thì anh chị canh những cái cổ phiếu còn lại của nhóm mình. Ví dụ như Đạt Phương thì mình cũng có cho room mình mua và ngày hôm qua tăng 2,7% đấy, đi lên đập về hỗ trợ test lại bật lên quá đẹp luôn. Thì những con này sắp tới nó điều chỉnh lại thì vẫn là điểm mua thôi ha. Tiếp theo là VCG vậy nè, đấy hôm qua cũng tăng gần 300 thì nếu nó test lại thì vẫn là điểm mua thôi anh chị ha. Rồi VCG rồi KSB, KSB cũng tăng rất mạnh nhưng mà anh chị thấy KSB thì nó yếu hơn Ligoji một chút, đó là nó chưa vượt được giao găm, thì sắp tới nó lên quanh cái vùng giao găm này anh chị có thể canh chốt bớt 27.6 cho đến 28, có thể là ngay phiên thứ hai nó mà tăng lên đó là anh chị chốt lời bớt, sau đó gì sau đó nó quay lại quanh cái vùng 26 x 27 chúng ta lại có thể mua lại đấy đấy. Chúng ta cứ đánh nhịp như vậy nên anh chị thấy cổ phiếu nó cứ tăng lên sau đó nó có một nhịp rơi để nó tạo những cái này đáy nâng đó, đi lên rồi lại rơi rồi đi lên lại rơi, thì chúng ta cứ canh nhịp nhàng con này lên trên cản giao găm 27.6 28 bán bớt điều chỉnh lại mua lại đấy. Rồi KSB rồi ha, đầu tư công chúng ta còn có một số cổ phiếu như mình điểm qua có điểm mua C4G. C4G thì nó yếu hơn chị, nó cũng đang tích lũy thôi, nhưng mà những vùng gom này thì anh chị cũng có thể canh gom dần rồi. Tuy nhiên những cổ phiếu này thì nó chậm hơn những cái cổ phiếu khác, có thể anh chị mua những con này nó đang tích lũy đẹp nhưng mà đôi khi thậm chí nó không tăng bằng những con kia đâu, những con kia nó chạy trước nó mạnh hơn ha. À, hoặc là CI, CI cũng được, CI cũng được, nhưng mà CI thì mình thấy là nhịp này CI nó cũng khó mà tăng mạnh. Con CI này mình nghĩ là phải đến giai đoạn tầm tháng 5, tháng 6 nó mới mạnh hơn. Con này thì có thể để mà đánh T cộng thì có thể nhịp này nó tăng lên được đâu đó vùng 20, sau đó nó sẽ quay trở lại quanh vùng 19. Tức là để mà nó tăng mạnh trong cái nhịp tới thì nó hơi khó. Đấy, nhưng mà CI thì anh chị xem xét cũng tham gia được. Đánh giá nhịp này CI nó không bằng mấy con cổ phiếu khác của nhóm ha. FCN thì cũng là một cổ phiếu cũng tương đối yếu thôi, nhưng mà nó cũng tham gia được nè anh chị, quanh cái vùng nền. Nói chung những con này thì nó đang tạo nền khá tốt ở quanh cái vùng giá 14, cho nên đối với FCN mà quanh giá 14 thì anh chị vẫn mua được. Rồi, đó là nhóm đầu tư công, cho nên anh chị chú ý ha. À, đối với nhóm chứng khoán thì hôm trước thì ra tin, cho nên phiên ngày hôm qua thì nó tăng rồi. Và tối ngày hôm qua thì nhóm chứng khoán chính thức được đăng lên báo cái việc kiểm thử test trong tháng 3 hai đợt. Người ta trong bài báo ngày hôm qua người ta chưa nói chính thức ngày go live là ngày 2 tháng 5. Tuy nhiên thì những cái liên quan đến cái tin của phiên trước đó, đó là những cái hai cái đợt chạy thử trong tháng 3 thì đã đúng ha. Cho nên nhóm chứng khoán có thể nó sẽ tăng tiếp chị. Thì đối với SI ngày hôm qua nó tăng nhẹ thôi, tuy nhiên thì về trạng thái kiếm của SI nó vẫn còn có thể tăng. Cho nên cổ phiếu này có thể nó còn còn tăng được khoảng 3 cho đến 4 phiên nữa. Vì vì nhóm chứng khoán nó có thể tăng được thêm từng đó thời gian, cho nên mình mới nói là khách sạn của thị trường VN Index là nó rơi vào phiên thứ 6 ấy, hồi nãy mình có nói đó. Đấy. Cho nên đối với SI thì nó vẫn còn có thể tăng tiếp chị nhé. Thì anh chị có thể giữ tiếp. Tuy nhiên những cái vùng này nếu anh chị
sợ cái rủi ro của thị trường chung thì anh chị có thể chốt 50%. Rumin thì là cho chốt các cổ phiếu chứng khoán 50% rồi, còn giữ 50% thôi. Nhưng mà nếu anh chị lúc này anh chị quyết tâm nắm giữ toàn bộ cũng được, thì anh chị đặt ra cái mốc chặn lại thôi. Mình ví dụ SI chặn lại của nó là 35.8 lận, tức là nếu nó không gãy 35.8 thì anh chị cứ gồng, còn nếu nó gãy thì anh chị sẽ bán. Nhưng mà lúc đó lúc mà nó quay lại đây thì có thể là chúng ta sẽ mất một cái khúc lợi nhuận, đúng không? Còn lại việc nắm giữ thì anh chị cứ nắm giữ được. Đấy, thì mọi người cân nhắc, một là nắm giữ toàn bộ, hai là chốt một nửa. Một nửa còn lại cứ cho nó chạy tiếp cho đến cuối tuần tính tiếp ha. Đấy, VCI cũng vậy ha, hôm qua cũng tăng khá tốt, thì dự kiến VCI bắt đầu từ phiên thứ hai nó cũng có một cái sự hợp bích luôn. Đấy, cho nên cơ hội tăng của nó vẫn còn tiếp tiếp diễn, anh chị vẫn có thể nắm giữ tiếp. VCI ngày hôm qua nó lấp xong cái gap mà. Nó lấp xong cái gap rồi, sắp tới có thể nó sẽ hướng về quanh cái vùng 50 đỉnh cũ. VND hôm qua tăng yếu hơn. À, thì con VND này nó sẽ còn điểm mua cho anh chị này. Anh chị nào muốn mua nhóm chứng khoán thì anh chị có thể chú ý điểm mua. Những cái cổ phiếu khác có thể là có hàng vẫn còn giữ được, nhưng mà điểm mua thì nó không còn nữa anh chị. Nó không còn điểm mua đẹp. Tuy nhiên VND thì nó còn điểm mua này. Nếu VND mà vượt qua được cái mốc là 23.5 thì anh chị có thể tranh thủ nhảy vào mua. Đấy. Nhưng mà mua đầu tuần thì cuối tuần tranh thủ chốt bớt. Tại vì cuối tuần thị trường chung và nhóm chứng khoán nó đều có khách sạn, có thể nó xảy ra cái nhịp điều chỉnh ha. Đấy, cho nên đầu tuần mua thì chú ý cuối tuần có thể bán, hoặc là không bán thì tùy anh chị. Nhưng chúng ta chỉ nên mua những phiên đầu tuần với điều kiện VND nó vượt được 23.5. Ok ha. Tỷ trọng mua thì hồi nãy mình khuyến nghị từ đầu rồi đúng không? Rồi, những con khác thì về cơ bản là không cần để mua. Nhưng mà nói chung là nếu các cổ phiếu chứng khoán bây giờ mà rung lắc giảm khoảng tầm 2-3% thì anh chị vẫn có thể vào mua được với một cái tỷ trọng như mình khuyến nghị 50% đổ lại. Ok. Đây. Rồi, thì cơ bản thì đó là nhóm chứng khoán ha. Thì tóm lại nhóm chứng khoán soi đi soi lại thì chỉ còn mỗi VND là còn có thể có điểm mua thôi. Còn lại các cổ phiếu khác thì anh chị hạn chế mua nhé. SHS này cũng là cổ phiếu mà sắp tới có thể có điểm mua, nhưng mà con này rất yếu chị. Mình nghĩ là anh chị không nên tham gia vào. Tại sao còn điểm mua? Tại vì nó chưa chạy nhưng mà nó đang có vấn đề gì đó chị. Nó đang có vấn đề gì đó. Rồi, đó là nhóm chứng khoán ha. Những cái nhóm khác thì hôm trước mình nói rồi đúng không anh chị? Tại sao thị trường chung nó có thể điều chỉnh bất cứ lúc nào? Tại vì bắt đầu từ tuần sau cái nhóm trụ là nhóm ngân hàng á, nó hàng loạt cổ phiếu nó sẽ mở cửa khách sạn tuần. Thì khi mà nó mở cửa khách sạn tuần thì nguy cơ điều chỉnh của nhóm ngân hàng nó sẽ tương đối cao. Mà nếu nhóm ngân hàng điều chỉnh thì nó cũng sẽ kéo theo những cái nhóm khác nó bị chỉnh theo. Cho nên chị chú ý cái điều này ha. Thì ngược lại nếu mà thị trường mà điều chỉnh thì lại có hàng loạt cổ phiếu nó lại có điểm mua trở lại. Ví dụ như chứng khoán, ví dụ như đầu tư công hồi nãy mình nói. Cho nên thị trường điều chỉnh thì nó là cơ hội thôi, không có vấn đề gì phải đáng lo. Nhưng mà chúng ta phân tích ở đây á, là để cho anh chị thấy là nguy cơ điều chỉnh thị trường nó vẫn đang có thể xảy ra bất kỳ phiên nào trong tuần sau. Đấy, thì CTG nó đang có khách sạn tuần trong tuần sau này. Ngày hôm qua nó cũng về ngay cái nền này nó rút chân, mà anh chị thấy không? Nó về ngay nền này nó rút chân. Nhưng mà nếu một lần nữa nó quay về cái nền này thì khả năng nó sẽ rơi về ít nhất cái vùng bên dưới này. Đấy, cái vùng này là cái vùng mà mình hôm trước vẽ cho anh chị này. Thì cái rủi ro của nó đang có nhá. BID cũng vậy, khách sạn tuần đấy, cũng rút chân nhưng mà nguy cơ thì nó cũng tương đối cao. ACB cũng vậy, đấy. Thì tóm lại là nhìn sơ sơ các cổ phiếu ngân hàng sắp tới nó có một cái trạng thái tương đối giống nhau. Đó là có khách sạn khung tuần, cho nên mọi người hết sức thận trọng. Thì vì vậy cho nên hồi nãy mình mới nói một câu là đối với nhóm cổ phiếu mà tăng nóng như ngân hàng, anh chị có thể chốt lời toàn bộ cũng được.
Còn nếu mà anh chị không chốt toàn bộ thì cũng nên chốt một nửa. Mà nếu không chốt một nửa thì cũng nên chặn lại vi phạm là bán. Ví dụ con ACB này. Đấy, nó đang tạo một cái nền quanh cái mốc 27.3. Nếu nó quay lại gãy dưới cái mốc này, anh chị cứ bán hết không sao. Cứ bán hết không sao. Chờ xem nó xuống bên dưới ở mức bao nhiêu thì chúng ta sẽ mua lại sau. Đấy, kiểu vậy ha. Đấy, hàng loạt cổ phiếu nó sẽ có khách sạn luôn chị. Đấy, VIP hôm qua cũng giảm sâu và rút chân. Nhưng mà sắp tới có thể nó sẽ còn giảm tiếp. Chưa xong nữa. Đúng không? Chưa xong. Ok, thì vì vậy cho nên mới chia sẻ với anh chị là thị trường nó vẫn còn nguy cơ giảm, và cái khả năng giảm có thể nó sẽ đến từ nhóm cổ phiếu ngân hàng, nó kéo theo một cái hiệu ứng về mặt tâm lý cho các nhóm cổ phiếu còn lại trên thị trường, và nó sẽ có những cái cú giảm điểm sắp tới. Nhưng giảm vẫn là cơ hội mua, thì hai cái nhóm hồi nãy mình phân tích chứng khoán và đầu tư công điều chỉnh vẫn là cơ hội cho anh chị lên tàu nhé. Rồi còn một số cổ phiếu riêng lẻ thì chúng ta thử ngó qua coi. Ví dụ như là bất động sản, chúng ta có KDH đúng không? KDH hai phiên này em tăng. Tuy nhiên sắp tới nếu thị trường mà điều chỉnh con này nó quay lại cái vùng 33 hoặc là thậm chí 32 thì đó là cái vùng mua rất đẹp của cho anh chị nha. KDH này. Đấy. Hoặc là HPG cũng vậy luôn. HPG nếu mà quay lại quanh cái vùng mà dưới 30. Dưới 30 nếu có 29.5 vẫn là vùng mua đẹp. 29, 29.5 cho đến 30. Nói chung là dưới 30 anh chị canh giá mua ok ha. Đấy. Hoặc là như nhóm dầu khí chúng ta có PVD đúng không? PVD đang tăng 3 phiên liên tiếp. Thì nếu PVD nó quay lại cái vùng giá tầm 30 trở xuống cũng là cái vùng mua, từ 29 đến 30 là cái vùng mua luôn. Đấy. Nhiều cổ phiếu, những cái cổ phiếu này nó mới bắt đầu chạy thôi, cho nên sắp tới nếu thị trường chung điều chỉnh mà những cái cổ phiếu này nó bị điều chỉnh theo thì điều chỉnh theo là cơ hội mua. Đấy anh chị ha. Hoặc là chúng ta thấy có DigiWorld. DigiWorld nó giống như LCG hôm hôm qua, nó cũng vượt được con dao găm, mặc dù DigiWorld thì nó không có tím được cuối phiên, trong phiên thì tím, cuối phiên không tím, nhưng mà nó vượt được dao găm thì sắp tới con này nó điều chỉnh về cũng là cơ hội cho anh chị mua luôn. Đấy, ví dụ nó điều chỉnh về cái vùng dưới 57 là mua được anh chị, dưới 57 là mua được nhé, từ 55 đến 57 anh chị cứ canh giá để mua thôi. Đấy kiểu vậy. Ok, thì nói chung là tóm lại thị trường chung nó đang có những cái rủi ro, ở chỗ là rủi ro này lúc này chúng ta vẫn đang đề phòng thôi chứ nó chưa có xác nhận, nhưng nó có thể xảy ra bất cứ lúc nào thì anh chị chú ý. Nhưng nếu cái cú rủi ro giảm 30 40 điểm này xảy ra thì sẽ có những cổ phiếu điều chỉnh về là cơ hội mua. Đấy, cho nên mọi người chú ý cái cơ hội này ha. Chú ý cơ hội này. Đấy. Và quanh cái vùng 1210 này mình đánh giá là trong 2 tuần tới nếu thị trường điều chỉnh về cái vùng này là cái cơ hội mua. Có những cổ phiếu nó chạy sau như mình vừa điểm qua một vài cổ phiếu vừa rồi, thì những cái cổ phiếu vừa rồi nó đang là những cái cổ phiếu chạy sau, thì sắp tới thị trường chỉnh xong có thể nó chỉnh xong nó sẽ tăng tiếp. Ok, cảm ơn cả nhà nhá. Thì mình sơ sơ vậy thôi, còn dĩ nhiên là trong phiên giao dịch của tuần tới, nếu có những cái cổ phiếu nào có điểm mua đẹp thì vẫn sẽ báo anh chị tham gia nhé. Anh chị chú ý là nếu thị trường mà điều chỉnh được thì chúng ta có thể gia tăng tỷ trọng hoặc là mua mạnh với một cái tỷ trọng tốt hơn. Nhưng khi mà thị trường chưa điều chỉnh như thế này thì chúng ta vẫn cứ nên giữ cái mức tỷ trọng an toàn khoảng 50% thôi ha, khoảng 50% thôi. Ok, cảm ơn cả nhà, thì Tùng sẽ kết thúc video ở đây nha. Chúc anh chị có 2 ngày nghỉ cuối tuần thật là vui. Anh chị theo dõi thì cho Tùng xin một like, một chia sẻ video này để giúp Tùng lan tỏa nhiều hơn. Và kết thúc video, mọi người nhớ cho Tùng xin những trái tim hoặc là anh chị để lại bình luận của anh chị vào phần chat ở bên dưới video này nhé. Ngoài ra thì số điện thoại của Tùng ngay trên màn hình 0902986119.
ID tại công ty chứng khoán VPS là 8774, thì welcome tất cả anh chị. Mọi người có thể là liên lạc với mình để về room để đồng hành, còn rất nhiều cơ hội sắp tới anh chị nhé. Đấy, kể cả thị trường rủi ro nhưng mà chúng ta vẫn có những cổ phiếu tăng đẹp, ví dụ như đầu tư công hôm qua Lycosi tăng trần, KSB vẫn tăng hơn 400 đấy, hoặc là VCG, Đạt Phương đấy, hoặc là GEX đấy. Đó là những cái cổ phiếu mà chúng ta thấy là vẫn tăng được và chúng ta vẫn có hàng. Đó là cái điều quan trọng nhất. Thị trường rủi ro thì chúng ta thu hẹp quy mô vốn lại thôi, nhưng nếu thị trường thuận lợi chúng ta lại gia tăng quy mô vốn lên ha. Cho nên mọi người đừng có lo, cứ về với Tùng nha. Ok. Ai chưa đăng ký kênh ITP thì anh chị nhớ đăng ký kênh và nhấn vào nút subscribe kênh nhé. Ok, cảm ơn cả nhà. Bye bye cả nhà. Anh chị nhớ đón theo dõi chương trình Talk Show vào lúc 2 giờ chiều nay nhé. Cảm ơn cả nhà.